Hai xin chào mọi người đến với lớp nhạc Thiều Gan. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người solo nốt bài Đừng Như Thói Quen nha. Bài này rất là hot. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người solo nốt bài này trên tông nam, đó là trong si thứ. Ok, bài này thì nó hơi dài nên tính sẽ lược bỏ bớt một số đoạn cho mọi người cho dễ cho nhanh. Ok, bây giờ tôi sẽ đánh solo cho mọi người nghe đoạn nam thôi và cái đoạn hát chung của nam và nữ và cái đoạn cuối cùng. Đó, chính xác là ba đoạn. Tôi sẽ hướng dẫn và mọi người coi kỹ bài nha, để mình lược cho nó chính xác. Ok, đoạn đầu nè, tôi sẽ hướng dẫn cho mọi từng câu luôn. Em từng là duy nhất, em từng là duy nhất. Mi re mi la si. Tiếp tục, câu thứ hai là cả khoảng trời trong anh. Mi la son do re mi. Nhưng đến bây giờ mi fa mi re, anh vẫn như vậy. Re mi re đồ chỉ là cần một khoảng trống. Đồ re 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 mi. Tiếp tục, đoạn thứ hai thì nó chỉ lặp lại thôi, nhưng mà cái câu cuối của đoạn hai nè. Nhưng tình yêu không như lúc trước. La son la 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 si si. Ok, tới đoạn điệp khúc luôn. Đừng để thời gian bên nhau là thói quen. Mi la si đô 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 re pa. Ok, tôi đánh lại câu này nha, nó hơi nhầm. Mi la si đô 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 re mi si. Tiếp tục, là ở cạnh bên nhưng rất xa xôi. La son 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 la si đô la son. Tiếp tục, từng ngày cảm giác trong tim. Mi mi son son fa fa, cứ thế phải đi. Pha pha mi mi lạc nhau ta đâu có hay. Son la 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 re si. Ok, tiếp tục cái câu đầu thứ hai điệp khúc cũng vậy luôn. Đừng để yêu thương khi nhớ là nỗi đau. Cái câu thứ hai mới khác nè. Cô đơn về nơi căn phòng ấy. Đô si la si đô si la đô re đô mi. Tôi đánh lại câu này nha. Đô si la si đô si la đô re đô mi. Tiếp tục, dành tất cả thanh xuân để thương một người. Re mi fa mi re là mi re đô, giờ chỉ còn là giấc mơ. Ok, tôi nói lại câu này nha. Đô re 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 fa mi. Ok, thế là xong hai đoạn điệp khúc của nam. Tới cái đoạn nữ á, thì mọi người cũng đánh y hệt phía bên nam nha. Bây giờ tính sẽ đánh cho mọi người cái đoạn mà song ca giữa hai người luôn nè. Nếu như một ngày. Ok. Nếu như một ngày có quay trở lại. Mi re đô đô. Mi re đô đô. Ok, mọi người lặp lại câu này hai lần nha. Nếu như một ngày có quay trở lại. Tiếp tục. Liệu vẫn còn đâu lời yêu như lúc xưa. Đồ re đồ re đồ re pha mi. Tiếp tục, em dành tất cả thanh xuân chỉ để yêu anh thôi. Tôi đánh lại câu này nha.
Mi rê mi fa mi rê là mi rê đô đô. Ok, tiếp tục. Sao giờ chẳng thể nào chạm tới. Nờ rê đô 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 si là mi. Ok, tiếp tục. Cái đoạn ở trên này đó, cái đoạn mà sao ta chẳng thể hiểu cho nhau, cái đoạn đó lên tông nữa thì mọi người cứ trem bót cộng lên thôi. Còn bây giờ tôi sẽ hướng dẫn trên cái tông si này luôn nha. Ok. Sao ta chẳng thể hiểu cho nhau. La si đô si la. Tiếp tục. Anh vẫn mong bên em. Si đô si la. Tiếp tục. Chỉ là phút giây có khi mỏi mệt. Ok, ta nói lại cái câu chỉ là phút giây có khi mà mệt nha. Chi chi son la do si re la son son. Thế rồi biết nỗi nhớ chẳng thề. Son son la son fa kéo ký ức quay về. La 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 son fa nên tập quên dù biết sẽ đau. La son la son la do si. Rồi tiếp tục đoạn điệp khúc hát nhảy lộn được đấy, tôi đã thói quen lần mới nhớ từng ngày trong tim tôi phải đi lâu nhớ nó có hay. Ok, cái đoạn còn lại hết tất cả thì nó sẽ giống như cái đoạn điệp khúc mà tính hướng dẫn ở trên hồi nãy rồi. Ok, thì cái bài của mình đi như vậy thôi. Xin chào mọi người, chúc mọi người có một buổi tập vui vẻ nha.